relax với hoa đẹp và âm nhạc phiêu lãng. Âm nhạc không chỉ dùng để lắng nghe mà nó còn là món ăn tinh thần quan trọng giúp chúng ta tìm thấy niềm vui và nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Không những vậy, y học hiện đại đã nghiên cứu và chỉ ra rằng sử dụng âm nhạc cũng là liệu pháp tuyệt vời giúp cải thiện các vấn đề thần kinh và tâm lý cực kỳ hiệu quả. Mối liên hệ giữa âm nhạc và hoa đẹp là một lĩnh vực đầy tiềm năng, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng có sự tồn tại to nội tại cùng nhau. Âm nhạc và hoa đẹp ảnh hưởng đến tiềm thức và cảm xúc của bạn theo cách tương đồng với nhau. Hãy cùng trải nghiệm và thư giãn cùng hoa đẹp và âm nhạc phiêu lãng qua video đầy thu hút này nha. Chúc mọi người xem video thật vui và thu nạp năng lượng tích cực tràn đầy.
tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu có thể xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh Việt US 1040, một hoa đẹp mỗi ngày.